chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế, đặc biệt là tin tức liên quan giữa Hoa Kỳ và nước Nga. Thì báo chí Nga ngày hôm qua và hôm nay đã đăng đồng loạt tin tức là Ngoại trưởng, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov đã nói là nước Nga nhà bao việc cho nên là đã nói với bộ trưởng ngoại giao nước Mỹ là ông Anthony Blinken là chúng tôi bận lắm, tôi bận lắm, bận ngay bây giờ, cho nên từ chối một cuộc điện đàm bằng điện thoại với bộ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ thưa quý vị. thì đó là cái câu chuyện mà có thể nói như một cái gáo nước lạnh tác vào bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Thì phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng và chúng tôi sẽ bình luận ở một clip khác thưa quý vị. Thì câu chuyện các hãng thông tấn xã của Nga, báo chí của Nga đưa tin cho biết rằng là Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov đã từ chối nhận một cú điện thoại thưa quý vị. Alo, alo, Bộ Ngoại giao Nga đó phải không? Alo. À, cho nói chuyện trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov Ngài Sergei Lavrov có đó không? Dạ yeah. Đây là Bộ Ngoại giao của Nga Vâng, à, các ông là ai? Ồ, oh, chúng tôi, đây là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anthony Blinken Của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Cần nói chuyện gấp với Ngài Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov Xin mời Ngài lên tiếng ạ à. Ồ ồ ồ ồ ồ. Cái này chúng tôi phải báo cáo với bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi và hình như là ngài cũng không nắm rõ thông tin. Chúng tôi cho quý ngài biết rằng là ngài bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi hiện nay đang đi công du nhiều nước sau chuyến đi thăm Tehran, tới Ai Cập, Uranda, Ethiopia vân vân. Ngài đang trên đường công du ạ. À. Thế các ngài bên Hoa Kỳ có gì vui không? À, muốn nói chuyện gì? Ồ, chuyện này, chuyện quốc gia đại sự à, Cần phải nói chuyện gấp với lại ngài đại sứ của Nga Ồ, xin chờ đầu dây Vâng, vâng, ngài đại sứ của chúng tôi à, Bảo rằng là nước Nga có bao việc Nhiều việc lắm, ngài bận công du lắm Nhiều chuyện cần phải bàn với đối tác của nước Nga À, xin thưa với quý ngài là không có thời gian ạ à. hiện nay là bận rộn vô cùng không có thời gian để tiếp chuyện qua điện thoại alo alo cho nó nói chuyện gấp có nhiều việc cần bàn lắm quốc sự đây dạ không à, chúng tôi nhận được chỉ thị của ngài ngoại trưởng nga của chúng tôi là ngài bận việc lắm khi nào mà ngài bộ trưởng của chúng tôi thu xếp được à, tiếng Anh gọi là on schedule khi nào mà ông ấy thu xếp có thời gian rảnh rỗi thì mới bàn chuyện với các chú đại bàn được gấu Nga đang đi công du ạ. À. À, không có thời gian, à, xin nói rõ là bây giờ rất là tiếng Anh gọi là too busy right now. Bây giờ đang rất bận. Quý vị cũng biết mà tình hình bây giờ rối ràng trên thế giới về vấn đề lương thực, năng lượng khí đốt, vân vân và, và cần tìm kiếm đối tác để mà tránh bị cấm vận bởi các ông, các ông có 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 rõ không? Oh, rồi chúng tôi muốn nói chuyện tù binh, chúng tôi muốn nói chuyện các nước Âu Châu tuyên bố nga là một quốc gia chuyên môn khủng bố về khí đốt, vân vân cần phải thương thảo giữa nga, Trung Quốc cùng với chúng tôi vâng vâng chúng tôi biết chúng tôi biết những cái chuyện quốc gia đại sự biết nhưng mà bây giờ không có thời gian thưa quý vị quý vị bên đầu dây bên hoa kỳ cũng thông cảm chúng tôi bận lắm nhiều cái vấn đề chúng tôi chưa xong chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là bây giờ là bận rộn vô cùng còn về vấn đề tù binh à vâng xin ngài quý ngài thư thả giùm Quý, quý ngài cũng biết mà chúng tôi đối xử tù binh cũng rất tốt họ an tâm không có gì cả à, vấn đề tù binh thì quý ngài ở hoa kỳ đừng có nên làm rộn quá nhẹ nhàng đi nói chuyện thân mật hơn nhẹ nhàng gọi là tiếng anh gọi là soft talking nói nhẹ nhàng đừng làm ồn ào mấy cái chuyện tù binh này chúng tôi cũng không có thời giờ đi sâu vào sẽ có dịp khi nào mà chúng tôi có thời gian thì sẽ thu xếp cho quý ngài quý ngài là bạn quý của chúng tôi chúng tôi không có mà gọi là không thể nói chuyện với nhau được nhưng mà bây giờ thì rất là bận cũng xin thông cảm thôi bây giờ sắp lên đường lên máy bay đi công du nước khác rồi chúng tôi phải lo những việc ở nước nga của nước nga cũng vì lợi ích của nước nga của Gấu Nga, chúng tôi không thể nào mà có thời gian đi bàn lợi ích của nước khác bây giờ được thưa quý vị. Mong quý vị thông cảm. <laughs> Xin chào ngài Anthony Blinken, chúc ngài vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Hẹn gặp lại. Seky Larov buông điện thoại. Chào. Đó là cái câu chuyện mà báo chí nga à, truyền tải trên. À, Thông tấn xã trên các uh, báo chí truyền thông của Nga thưa quý vị Tức là Ngài Sergei Lavrov Với một cái lý do là đang quá bận Quá bận nhiều việc Quá bận đang đi công du liên miên ở nước ngoài Cho nên không có thời gian nào thư thả Rảnh ràng, rảnh rỗi Rảnh hang Để bảo bà bàn bất cứ chuyện gì Đặc biệt là những chuyện quốc sự Chắc chắn là nhức đầu lắm thưa quý vị lợi ích của các quốc gia khác nhau không tương đồng không tương thích coi như là kể cả là không tương nhượng nữa thưa quý vị cho nên là ngồi xuống bàn thì bàn cả ngày cả tháng cũng không ra được và thế là nước nga từ chối không gọi là mật đàm qua điện thoại với bộ trưởng bộ ngoại giao của hoa kỳ anthony blinken đây quý vị nào, đây là một cuộc trưng cầu nho nhỏ quý vị nào đồng ý với cách hành xử của ngài ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì xin cho số 1. Những ai không quan tâm thì xin cho số 2. Còn những ai không đồng ý, nói rằng nước Nga như vậy là bất lịch sự, nước Nga như vậy là chơi không đẹp, không tốt, không đáng tin cậy, không không vân vân thì xin cho số 0 thưa quý vị. Tức là đồng ý cái cách uh, hòa đàm của phía Hoa Kỳ qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Huy đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.